chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Như mọi người có thể thấy trên tiêu đề của video cũng như là cái túi cái hộp rất là to trước mặt mình đây, thì đây sẽ là một video unboxing một cái túi mới mình vừa mới lấy ra từ cửa hàng ngày hôm qua thôi. Tuy nhiên thì đi kèm với cái video unboxing này thì cũng sẽ là một cái review của mình về mẫu túi này luôn. Đây là một cái mẫu túi mà mình đã từng mua và sử dụng, và mình cũng đã có bán lại cái túi cũ của mình để đổi sang chiếc túi này. Lý do tại sao thì mình cũng sẽ giải thích trong video này luôn. Và nếu mà bạn tò mò muốn biết đây là chiếc túi gì thì hãy cùng xem tiếp video nha. Và đương nhiên để mở bán cho cái video này thì sẽ là bàn đập hộp rồi đúng không? Đây thì là một cái túi, chính là một cái màu túi mà mình đã rất là mê từ cái ngày đầu mà nó ra mắt. Thế nhưng mà vì nó quá hot đi nên là thực sự là mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ có thể mua được ở cửa hàng nữa. Chắc là mình hỏi và anh trai của mình có lấy ra cái túi này và nói là họ vừa mới gói cái chiếc túi này đến là buổi sáng hôm qua thôi, thì mình tình cờ mình đi qua cửa hàng lúc buổi chiều và mình kiểu và chỉ để hỏi thử lỗi mà, và mình nghĩ chắc đây là kiểu định mệnh rồi, nó biết mình thuộc với nhau rồi đấy, cứ cho là như vậy đi. Thì đây trong này thì có bill này, có cả kiểu lấy một cái xin lỗi mình một cái card của anh trai mình nữa. Ok, mình sẽ zoom mọi người vào để cho mọi người cùng xem cái phần hộp nhé. Đây mọi người ơi, đây là một chiếc túi Chanel 1935 skin và màu caramel. Đây thì chắc hẳn là một cái màu mà hot nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây rồi. Thì mình nghĩ không phải chỉ riêng với Chanel đâu mà với rất là nhiều những thương hiệu khác, nếu mà trong cái bảng màu của họ có một cái màu mà tương tự đến cái sắc với cái tông màu này này thì cũng đều rất là được ưa chuộng và rất là được săn đón luôn. Riêng với Chanel ấy thì họ giới thiệu cái màu này vào tháng 1 năm 2021 ở cái bộ sưu tập 21P. Và ngay lập tức thì cái màu này bùng nổ luôn. Mẫu túi Chanel 19 hay là Classic Flap hay là Mini hay kể cả là Small Leather Good kiểu ví ấy, thì khi mà ra được cái tông màu này này thì gần như là ngay lập tức sẽ được mua ngay. Và nếu mà bạn tìm ở trên cái thị trường reseller ấy thì cái giá của nó phải được đội lên rất là nhiều, có khi lên đến 20-30% luôn. Và mình nghĩ là Chanel cũng đã rất là nhanh chóng nắm bắt được cái sự hot hit của cái mẫu túi này, nên là đã rất là nhanh chóng đưa ra cái màu này thêm không phải là chỉ một lần mà là thêm tận 3 lần nữa cho đến thời điểm hiện tại. Đó là vào tháng 9 năm 2021 ở bộ sưu tập 21K, tháng 3 năm 2022 bộ sưu tập 22S và tháng 5 2022 bộ sưu tập 22A. Thì mỗi một lần mà những cái bộ sưu tập này ra ấy thì mình đều kiểu bị lag một vài tuần. Toàn là sau khi mà cái bộ sưu tập ra mắt được khoảng vài tuần, một tháng gì đó ấy, thì mình mới kiểu nhìn thấy những cái hình ảnh hay là những cái unboxing đập hộp rất là nhiều trên YouTube và trên Instagram, và mình mới nhận ra là người ta lại vẫn tiếp tục giới thiệu cái màu này này, cái màu này mình rất là thích, rất là mê từ ngày đầu luôn. Thế nhưng mà nó quá hot nên là mấy lần mà mình nhắn tin cho SA của mình thì đều nhận được câu trả lời là không order được, không có. Cho đến tận cách đây khoảng 2-3 tuần gì đấy thì khi mà mình tình cờ mình đi shopping với mẹ và em mình đi qua cửa hàng thì mình có nhìn thấy cái túi này được trưng bày ở trên kệ, nhưng mà lúc đấy thì đang vội và ngoài cửa hàng thì cũng đang có một cái line xếp hàng vài người rồi, thế nên là mình không thể vào để hỏi được. Đến ngày hôm qua khi mà mình đi chơi với chồng con mình đã quyết định là ghé vào hỏi hên xui thôi, random thôi, biết đâu đấy, thì SA của mình đã cười và bảo là cái túi mà mình nhìn thấy ở trên kệ ấy thì đã bán luôn rồi, từ cái ngày hôm mà mình nhìn thấy luôn ấy. Thế nhưng mà ngay cái sáng ngày hôm qua thì họ nhận được một cái túi cũng một cái màu như thế luôn, và đây là kết quả. Thế nên mình mới nói ở phần đầu video ấy, mình nghĩ đây là định mệnh rồi, là mình sẽ mua được chiếc túi này. Đến tận bây giờ mình vẫn không tin được là mình đã mua được cái túi này từ cửa hàng luôn ấy mọi người ạ. Vì cái độ hot của nó. Ok, và bây giờ sẽ đến phần review của cái mẫu túi này nha. Thì chắc là cũng có một vài bạn thắc mắc tại sao mình vừa mới mua túi mà lại review luôn đúng không? Thì lý do là tại vì mình đã từng sở hữu một chiếc túi Chanel 19 rồi. Mình sẽ để ảnh ở đây cái túi cũ của mình. Thì cái túi đấy mình mua khoảng năm ngoái vào gần cái dịp sinh nhật mình vào tháng 10 ấy. Thì lúc đấy cái túi của mình là chất liệu vải tweed, mình rất là ưng cái màu túi đấy cũng như là cái chất liệu tweed của nó. Nếu như là bạn nào mà có tìm hiểu về cái chất liệu này thì thấy là mỗi một cái design, mỗi cái thiết kế của cái túi tweed ấy thì nó sẽ hơi khác nhau một chút về cái chất liệu. Những cái vải mà họ lựa chọn ấy sẽ có những cái nó dày hơn, có những cái nó mỏng, rồi có những cái nó sẽ hơi xù xù một chút, hay là có những cái thì nó sẽ kiểu gọi là kiểu có đan xen giữa kiểu chỉ hoặc là kiểu thậm chí là duy băng ấy. Nó rất là nhiều những cái mẫu mã, rất là đa dạng luôn. Thì riêng bản thân cái túi của mình rất là thích.
Tuy nhiên ý, là sau khi sử dụng được một vài lần thì mình nhận ra là cái việc mà đeo một chiếc túi tweed thì cần phải cẩn thận hơn rất là nhiều so với việc đeo một chiếc túi da nha. Mình cứ nghĩ là với cái túi tweed thì mình sẽ không phải lo cái việc nó bị xước, nhưng mà trên thực tế nha, vì nó là cái túi vải và cái phần bề mặt của nó là bằng vải đan vào nhau ấy, nên là nếu mà không may mà nó có bị mắc vào một cái chỗ nào ấy, thì nó rất dễ bị kéo chỉ ra và gần như là làm hỏng luôn cái bề mặt túi ngay lập tức. Trong khi là với những cái chất liệu da, nếu chẳng may mà bạn có va chạm vào đâu ấy, nhiều khi chỉ là những cái vết xước rất là nhẹ ở trên bề mặt thì bạn có thể dùng tay và kiểu xoa đi luôn ấy, thì cái vết xước thì nó sẽ biến mất luôn. Thì đấy là điều thứ nhất. Thứ hai nữa ấy, là với cái chất liệu vải tweed thì nó tạo một cái cảm giác phù hợp với mùa thu đông, kiểu những cái lúc mà mình kiểu mặc đồ kiểu ấm một chút, kiểu có áo da hay là kiểu áo khoác, xong rồi kiểu đeo cái túi đấy thì nhìn nó rất là hợp. Mọi người có thể nhìn thấy trên ảnh của mình ấy là trông nó rất là kiểu nhìn đã cảm thấy một cái sự ấm cúng rồi đúng không? Thế nhưng mà cái túi đấy mà đeo vào mùa xuân hè cái cảm giác nó hơi bị ngốt rồi. Và mình nhận ra là mình thì không có đủ cái điều kiện để có thể afford mà mua một cái túi chỉ có thể sử dụng được theo mùa. Chính vì thế nên là mặc dù rất là thích cái túi đấy và nó cũng kiểu có gắn liền với một cái sự kiện gọi là kiểu ngay dần sinh nhật mà mình tự tặng cho mình mà, thì mình vẫn quyết định là thôi chia tay em ấy và sẽ tìm kiếm một chiếc túi Chanel 19 mới, nhưng mà bằng chất liệu da, là một cái chất liệu mà mình biết là mình có thể sử dụng được quanh năm luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút về cái lịch sử ra đời của em túi này nhé. Thì trong cái tên gọi của em về Chanel 19 ý, nó đã bao gồm cả cái năm sinh của em ấy luôn rồi. Đấy là năm 2019. Lần đầu tiên cái mẫu túi này được xuất hiện ở trên sàn năm nay là vào tháng 3 2019, cho cái bộ sưu tập Fall Winter của năm ấy. Và chiếc túi này thì nó có một cái ý nghĩa khá là lớn ngay từ những cái ngày đầu được ra mắt. Đó là bởi vì đây là một trong những cái mẫu thiết kế cuối cùng của Karl Lagerfeld, là giám đốc sáng tạo của Chanel ngày trước, cùng với lại cả Virginie Viard là giám đốc sáng tạo của Chanel bây giờ. Như là mọi người có biết thì Karl đã qua đời vào tháng 2 2019, và chiếc túi này được giới thiệu chỉ một tháng ngay sau khi ông mất. Chính vì thế mà nó cũng có một cái ý nghĩa khá là lớn đối với thương hiệu này. Và phải nói thật là đây là một cái thiết kế mà nhận được cái sự quan tâm chú ý ngay từ những ngày đầu luôn, và cho đến tận bây giờ thì chiếc túi này vẫn chưa hạ nhiệt, mặc dù là nó không được tính vào một trong những chiếc túi classic của Chanel. Tuy nhiên thì mình đã đọc và mình thấy rất là nhiều người có cùng một cái suy nghĩ, đấy là sẽ sớm thôi chiếc túi này rất có khả năng sẽ được đưa vào là một trong những cái dòng túi classic của Chanel, nghĩa là năm nào cũng sẽ được giới thiệu, mùa nào, collection nào cũng sẽ được ra mắt luôn, để thấy được cái sự gọi là ưa chuộng của chiếc túi này trong giới thời trang. Nếu mà bạn nào có để ý ấy, thì cái túi này nó có rất là nhiều đặc điểm giống như là một chiếc túi classic flap. Và bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc túi classic flap của mình ra để đem ra so sánh cho mọi người nhìn được dễ hơn nha. Ok, thì về đặc điểm ý, thì ngay từ những cái ngày đầu ra mắt, Chanel 19 được nhìn nhận giống như là một cái thiết kế mà để nhắc lại cái thiết kế classic của Coco Chanel cho chiếc túi classic flap 255, được giới thiệu vào tháng 2 năm 1955. Thì ngay từ cái cách đặt tên nó cũng đã có một cái sự tương đồng rồi đúng không? Và ngoài ra thì bản thân là cái thiết kế nó cũng có khá khá những cái sự tương đồng. Ví dụ như là mọi người có thể thấy ở đây, cả hai chiếc túi thì đều có một cái form dáng hình chữ nhật như thế này, đều là túi có nắp cập này. Ở phía đằng sau thì đều có một cái phần ngăn để có thể kiểu để đồ hoặc để điện thoại rất là dễ dàng này. Và ngoài ra thì cái phần dây xích, dây đeo ấy, nó là cái phần xích và có cái da, cái phần dây da đan vào trong. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái điểm khác biệt giữa hai chiếc túi này mà làm cho cái túi Chanel 19 này được ưa chuộng hơn một chút, vì cái khả năng gọi là có thể sử dụng thay đổi được ở nhiều dịp khác nhau. Cái túi cũng trông mọi người cũng có thể thấy là nó casual hơn, nó dễ sử dụng hơn hàng ngày so với một chiếc túi Chanel Classic Flap. Khi mà dùng thì mọi người sẽ có cảm giác là nó sẽ classy hơn, sang chảnh hơn, và chắc sẽ phải dress up hơn một chút nữa. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vào review chi tiết hơn về cái đặc điểm của chiếc túi Chanel 19, đồng thời mình cũng so sánh với một chiếc túi Chanel Classic Flap để mọi người có thể nhìn thấy được cái sự khác biệt nhé. Đầu tiên thì là về cái form dáng, cả hai chiếc túi này đều có một cái form dáng hình chữ nhật. Tuy nhiên thì chiếc túi Chanel 19 mọi người có thể thấy là nó rất là mềm mại, cái form của nó rất là nhẹ nhàng và nó sẽ có cái xu hướng là nó hơi đổ, hơi chảy hơn một chút. Trong khi ấy thì một chiếc túi Classic Flap cái form nó rất là cứng cáp, cái phần đáy này cũng rất là cứng này, nên là form sẽ đứng form hơn rất là nhiều. Đặc điểm thứ hai là về phần dây xích cũng như là hardware, thì cái dây của chiếc túi Chanel 19 cũng vẫn là cái dây xích mà có đan thêm cái phần dây da ở giữa như thế này, nhưng mà về cái kích thước ý, so với một chiếc túi Classic Flap thì cái phần xích của cái túi Chanel 19 to hơn khá là nhiều.
Và hardware ở trên một chiếc túi classic ấy thì nó có thể có một màu bạc hoặc màu vàng, hoặc là cái màu rose gold là cái màu vàng hồng ấy. Thế nhưng mà đối với một chiếc Chanel 19 thì cái set của nó có 3 màu luôn, là màu vàng, màu bạc và màu ruthenium, nên là nó sẽ dễ phối những cái món đồ phụ kiện trang sức hơn. Và một điểm khác biệt nữa thì đấy là Chanel 19 có một cái phần xích cầm tay như thế này, để bạn có thể cầm chiếc túi này như là một cái túi handheld, một cái túi cầm tay thôi, không cần phải đeo ở trên người. Đặc điểm thứ ba thì đó chính là cái phần ngăn ở phía đằng sau. Với chiếc túi Chanel 19 thì phía đằng sau này cái ngăn nó sẽ có một cái khóa nam châm, thỉnh thoảng tự nhiên không nghĩ ra từ, và nó kéo dài luôn cả cái phần thân túi, nên là hoàn toàn có thể dễ dàng cất được điện thoại vào trong này mà không cần phải mở túi ra để cất vào trong nhé, rất dễ dàng lấy ra để dùng luôn. Trong khi ấy thì chiếc túi Chanel Classic Flap ấy, cái phần túi đằng sau này nó rất là ngắn, nó nhỏ thôi, nó chỉ khoảng có một cái đoạn như thế này thôi, không thể để được điện thoại ở đây, và cái ngăn túi này nó cũng khá là chật ấy. Mọi người, nếu mà mọi người cố gắng nhét đồ cái gì mà dày vào đây một chút ấy, thì mình nghĩ là theo thời gian nó sẽ làm rão cái phần da này ra ấy, và kiểu làm cái miếng túi này này nó sẽ hơi bị chảy ra và nó sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Đặc điểm tư thì là phần khóa. Cả hai chiếc túi này như mình có nói thì đều sử dụng cái khóa CC Turn Lock, là cái khóa có hình logo của Chanel. Tuy nhiên mọi người có thể thấy là cái khóa của chiếc túi Classic Flap thì nó sẽ chỉ là bằng kim loại thôi, còn khóa của chiếc túi Chanel 19 thì nó là có cái phần da đan vào giữa, cái phần dây xích ấy gần giống như là của cái dây đeo túi luôn, nó tạo một cái cảm giác khác biệt. Đặc điểm nữa thì đấy là ở phía bên trong. Đối với một chiếc túi Chanel 19 ấy, thì bên trong chỉ có một cái ngăn to như thế này, là một cái ngăn có khóa kéo như thế này thôi, rất là đơn giản. Và nắp thì cũng chỉ là một cái chiếc túi single flap, nghĩa là chỉ có một cái phần nắp gập, nên là rất là dễ dàng để có thể mở ra lấy đồ, cũng như là cái việc là để đồ thì nó sẽ kiểu dễ hơn, dễ dàng hơn và sẽ để được nhiều đồ hơn. Trong khi đó thì với một chiếc túi classic flap như mình đã từng review rồi thì nó là một chiếc túi double flap, nghĩa là có hai phần nắp, nắp to nắp nhỏ như này, rồi ở trong thì nó cũng kiểu chia được thành nhiều ngăn hơn. Nếu bạn nào muốn xem rõ hơn chi tiết về chiếc túi này thì mình sẽ để link video review của mình ở phía trên này nhé. Thì đó là một vài những cái điểm đặc trưng cũng như là cái sự khác biệt giữa hai cái mẫu túi này. Còn một điều nữa mình suýt quên thì đó chính là cái hình thiết kế quả chám. Mọi người có thể thấy là cái quả chám ở trên cái túi Chanel 19 này là một cái quả chám siêu bự luôn, đúng không? So với cái hình quả chám ở trên này thì tất cả những cái design, những cái thiết kế được lựa chọn cho chiếc túi Chanel 19 này làm cho chiếc túi này trở nên casual hơn, trở nên dễ dùng hơn, và chính vì thế nên là cũng được ưa chuộng rất là nhiều cho cái mục đích sử dụng hàng ngày. Bây giờ thì mình sẽ nói một chút về cái size nhé. Thì chiếc túi này của mình, cái size của nó gọi là size medium, nhưng mà lại là size nhỏ nhất trong cái mẫu túi này nha. Mình nghĩ chủ yếu nó gọi là size medium vì cái size nó khá là tương đương với một cái size classic flap medium. Ngoài ra thì còn có size hai cái size to hơn là size large và size maxi. Cá nhân mình thấy là cái size túi này thì nó rất là vừa phải, đủ để đựng đồ sử dụng hàng ngày. Còn hai cái size to kia thì nó rất là to luôn, khổng lồ luôn, mình nghĩ là nó quá khổ so với lại cả một cái khung người châu Á của mình ấy. Tuy nhiên thì nếu mà bạn nào vẫn thích một cái mẫu size túi lớn ấy thì hoàn toàn có thể tìm hiểu thử xem nha. Và với chiếc túi này thì họ cũng sản xuất với rất là nhiều chất liệu khác nhau, chất liệu da thì có lam skin này, goat skin, như là cái thời gian đầu ấy, cái khoảng năm 2019-2020 gì đấy thì vẫn còn cái da goat skin, nhưng mà bây giờ thì không còn sản xuất nữa. Rồi bằng vải tweed, rất là nhiều những cái mẫu khác nhau, vải jersey. Và bây giờ thì mình sẽ nói đến ưu nhược điểm của chiếc túi nha. Vì rõ ràng là cái túi này thì mình mới mua về chưa sử dụng, nhưng mình đã từng sử dụng một chiếc túi Chanel 19 khác rồi. Thì nói về nhược điểm trước đi, lần này mình sẽ thay đổi nói nhược điểm trước đi. Nhược điểm của chiếc túi này thì có lẽ chính là ở cái phần thiết kế có phần không được structure, không được cứng form, đứng form cho lắm. Với cái mẫu túi size nhỏ nhất này của mình ý, thì mình nghĩ là nó sẽ vẫn giữ được form, phần nào giữ được form tốt hơn. Nhưng với những cái size to hơn ý, thì mình tin chắc là theo thời gian sử dụng cái túi nó sẽ bị chảy, trông nó sẽ hơi không biết tả như thế nào nữa, trông nó sẽ không còn được đẹp mắt như là cái lúc mà mọi người mới cầm về nữa. Và thậm chí mình để ý là kể cả những chiếc túi mà được trưng bày ở trong cửa hàng của Chanel ấy, trên kệ ấy,
chỉ để không thôi nhá, không qua sử dụng, chỉ là để trưng bày như vậy thôi ấy. Thì cái cảm giác cái túi nó cũng hơi đổ rồi, và trong cái túi nó sẽ không được đứng, trong nó sẽ kiểu hơi siêu vẹo một chút ấy. Thì về mặt hình ảnh có thể nhiều người sẽ không thích cái hình ảnh đó. Nhược điểm thứ hai của chiếc túi này mà khi mà mình sử dụng ấy, thì mình để ý đấy là cái phần dây xích này này, nó khá là dễ bị xoắn vào nhau. Mình không biết là tại sao nữa, nhưng mà nó thỉnh thoảng khi mà mình dùng ấy, thì mình để ý là mình sẽ phải kiểu xoay cái phần dây xích, hoặc là kiểu gọi là phải gỡ gỡ cái phần mắt xích một chút ấy, tại vì nó cứ kiểu bị xoắn vào ấy, trông không được đẹp mắt. Thật sự ấy, thì mình vẫn kể như đó là một cái nhược điểm, thế nhưng mà đối với bản thân mình thì mình không có ngại cái việc là phải chỉnh sửa cái phần dây đeo một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ là nếu mà với ai mà kiểu gọi là muốn một chiếc túi mà kiểu như là không phải lo nghĩ gì nhiều, kiểu cầm lên xách lên một cái đeo vào là có thể đeo được luôn và sẽ kiểu xinh đẹp luôn ấy, thì có lẽ là sẽ muốn biết về cái chi tiết đó của chiếc túi này. Và chỉ vậy thôi, đối với mình thì chiếc túi này chỉ có hai cái nhược điểm như thế thôi. Bây giờ mình sẽ nói tiếp đến ưu điểm của chiếc túi này nhá. Thì đầu tiên rõ ràng là về cái thiết kế rất là casual này rồi, rất là dễ sử dụng, dùng như một chiếc túi hàng ngày rất là đơn giản, hoàn toàn có thể dress up hoặc dress down với cái túi này luôn. Mọi người mặc váy kiểu đi dự tiệc các thứ với túi này cũng được, mà nếu mà mặc kiểu quần jean áo phông đi chơi cũng đều được luôn, rất là dễ dùng. Ưu điểm thứ hai chính là cái khả năng sử dụng, cái khả năng gọi là đeo của cái túi này đi. Nó rất là dễ đeo được rất là nhiều cách, vì nó có cả cái phần dây dài như thế này, cũng như là cái phần dây nhỏ để xách tay như thế này. Mọi người có thể đeo chéo này, đeo trên vai này, hoặc là giấu hẳn cái phần dây xích này vào trong và đeo chỉ cầm tay như thế này thôi. Thì mình nghĩ là nó phù hợp với rất là nhiều những cái phong cách cũng như là cái mục đích sử dụng của rất là nhiều người. Ưu điểm thứ ba là đối với mình chính là cái phần túi ở cái mặt đằng sau này. Mình rất là mê những chiếc túi mà có một cái ngăn ở ngoài gọi là easy access, rất là dễ để có thể thò tay vào lấy đồ. Mình thường là hay để điện thoại hoặc là kiểu chìa khóa xe ở ngay phía ngoài như thế này, thì mình có thể dễ dàng lấy ra lấy vào mà không cần phải mở khóa, mở cái ngăn chính của túi ra. Đó là một cái nhược điểm mà một chiếc túi classic flat không có, vì là cái ngăn thì nó quá là bé mà mình thì lại sót không muốn làm rão cái phần da của túi nữa. Thì với một cái túi, cái thiết kế nó khá là mềm như thế này này, thì mình sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều nếu mà cái túi nó có kiểu bị rão ấy, tại vì nó rất là mềm rồi, cái việc mà cái da nó đàn hồi nó cũng tốt hơn. Một ưu điểm nữa cho chiếc túi này thì chính là cái phần thiết kế ở phía bên trong. Bên trong cái lòng túi thì rất là rộng, và vì nó là một cái túi single flap thôi nên là mở ra đây, mình có thể nhìn thấy cái phần mở ra được cái lòng túi rất là to, rất là dễ dàng. Để đồ thì cũng vô cùng luôn. Để mình show cho mọi người xem, hai cái túi này có một cái size tương đương nha. Đây, mình có thể nhìn thấy này, cái size nó khá là giống nhau luôn. Thế nhưng mà cái túi Chanel 19 này này thì để được chắc cũng phải gấp rưỡi số đồ mà mình có thể để được ở trong chiếc túi Classic Flat. Đương nhiên là với mình, bản thân mình là một người không mang quá nhiều đồ đi, cho nên là kể cả chiếc túi Classic Flat này mình vẫn có thể để đủ tất cả những cái gì mình cần rồi. Chắc chắn là vào đây mình chắc chắn là để đủ. Nhưng mà nếu mà nói về cái công năng sử dụng là mình muốn kiểu sắp xếp vào đây gọi là nhiều đồ nhất có thể ấy, thì chiếc túi Chanel 19 này mang được nhiều đồ hơn rất là nhiều so với chiếc túi Classic Flat. Ok, vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Như mọi người có thể thấy thì mặc dù là mình đã từng bán cái túi cũ của mình, nhưng mà chủ yếu đấy là vì do cái chất liệu vải tweed nó không có phù hợp với mình thôi. Tuy nhiên ý, thì với cái mẫu túi Chanel 19 này vẫn là một cái mẫu túi mà mình vô cùng yêu thích. Nó rất là dễ sử dụng và phù hợp với cái mục đích sử dụng hàng ngày luôn. Nên là mình sẽ highly recommend mẫu túi này. Ok, hy vọng là bạn đã thích cái video này, và hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Bye bye!